Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại thủ đô Hà Nội và bữa nay sẽ đi một vòng dạo quanh thủ đô Hà Nội. Đầu tiên tôi sẽ review phòng ở đây. Phòng ở đây giá là 500 ngàn một phòng quý vị. Đây là phòng đơn. Phòng rất là đẹp quý vị. Khu vực này tôi đang ở gần chỗ khu Lăng Bác Hồ. Đây là toilet cũng như là nhà tắm này quý vị. Ở trong phòng có cả máy giặt luôn quý vị và bếp núc. Ở đây có một cái bàn để chúng ta ngồi ăn uống. Đây là máy giặt này. Chúng ta có thể giặt đồ luôn, rất là tiện. Có một cái nồi cơm điện nữa. Ở trên đây có một máy sấy. Khu bếp ở đây cũng tương đối quý vị. Tivi và một cái bàn ngồi để uống cà phê. Đây là cái cửa sổ hướng ra ngoài. Phòng tại thủ đô mà 500 ngàn như vậy thì cũng rẻ quý vị. Đây là khu vực phía không gian ở bên ngoài này. Tôi sẽ đi ra ngoài quay cho quý vị bạn cùng xem. Ở đây là có hai lớp cửa luôn quý vị. Từ trên đây nhìn xuống cũng rất đẹp. Ở đây nó có một số cái hoa màu vàng, không biết là hoa gì quý vị. Cây này là cây đuôi chồn này. Và sau khi nhận phòng xong thì tôi đi dạo một vòng khu vực thủ đô. Đây là khu Vincom Center. Ở góc ngã tư này có rất là nhiều hàng ăn uống quý vị. Lúc này thì tôi ngồi ở phía trên quán cà phê quay xuống. Vào giấc chiều tối thì chúng tôi đi ăn. Và quả thật lần đầu tiên trải nghiệm đi xe máy, đi dạo khu vực thủ đô vào dịp tháng 2 thì trời rất là lạnh quý vị. Và quán đầu tiên mà tôi ghé là quán bò tơ, quán mộc. Ở đây đặc sản là bò tơ quý vị. Có mấy bạn mặc áo dài đứng lễ tân chỗ này. Đây là những món ăn tại quán này quý vị, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Ở đây đặc trưng có cái bánh phở quý vị, dùng để cuốn cũng rất là ngon. Tiếp tục thì chúng tôi sẽ đi dạo một vòng khu Hồ Tây. Là sẽ đi một vòng Hồ Tây, một vòng tròn Hồ Tây luôn nhé. Xong rồi đòi dẫn em đi ăn gì vậy? Em chính là Sugar trên Zalo đúng không? Sugar Baby á. Sugar Baby đúng không? Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi có thổ địa tại thủ đô Hà Nội dắt đi. Chứ không thì đi đường ở vòng vòng ở Hà Nội cũng dễ bị lạc quý vị.
Đây là đường hướng đi ra chỗ lăng Bác Hồ quý vị. Buổi tối trời nó lạnh quý vị, mình đi dạo rất là lãng mạn. Ngay góc vòng xoay chỗ này thì tôi rẽ tay trái và xa xa trước màn hình quý vị có thể thấy là lăng Bác Hồ. Đến đây thì chúng ta có thể chụp hình lưu niệm và lưu ý là ở đây sẽ không cho chúng ta dừng xe quá lâu nha quý vị. Từ chỗ này chúng ta đi ra Hồ Tây cũng sẽ rất là gần. Sau khi đi một đoạn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị bước vào khu đường rẽ vào Hồ Tây. Hồ Tây là một trong số những cái hồ lớn nhất tại thủ đô Hà Nội với quý vị. Nếu như quý vị các bạn đi một vòng Hồ Tây thôi, chúng ta sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ đi vòng xung quanh khu vực Hồ Tây. Hồ Tây rất là rộng. Đi Hồ Tây chỗ nào á? Đi vào mùa tháng 11 đó thì quý vị chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị của hoa sữa. Tóc rồi à? Tóc dài đang đẹp và tự nhiên thuốc trời. Trời ơi. Đã biết xin nhan mình làm mình cứ tưởng là quẹo trái. Nãy giờ luôn á. Đường ở đây nó cũng hơi hẹp quý vị, nó không được rộng lắm. Nếu có dịp đặt chân đến thủ đô Hà Nội thì quý bạn chúng ta nên đi xe máy một lần. Đi xe máy rất thú vị, đặc biệt là đi vào những cái tháng trời tiết nó lạnh quý vị. Hiện nay thì thủ đô Hà Nội có tuyến xe buýt 2 tầng đi tham quan vòng xung quanh thủ đô. Đây cũng là một trải nghiệm khi chúng ta đặt chân đến thủ đô, chúng ta nên đi tham quan một lần. Tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì những cái tuyến xe buýt 2 tầng hiện nay cũng rất là nhiều. Đường nó hơi tối, chính vì vậy mà hình ảnh quý vị xem lâu lâu nó sẽ có những hình ảnh bị giật, quý vị các bạn thông cảm. Đây trước màn hình quý vị các bạn là không gian Hồ Tây. Khu vực Hồ Tây thì cái đường nó hơi hẹp quý vị.
đi hết một vòng Hồ Tây thì chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị của thủ đô Hà Nội. Ở đây có những tuyến đường mà theo những cái thổ địa ở đây họ nói là có những cái tuyến đường rất là đẹp tại Hồ Tây. Khu Hồ Tây này cũng có rất là nhiều quán cà phê vị, cà phê cũng như quán ăn cũng mọc đầy ở đây luôn quý vị. Từ đây chúng ta có thể phóng tầm nhìn nhìn phía qua phía bên kia. Lát nữa mình sẽ đi vòng qua phía bên kia luôn đó quý vị. Chỗ này có những quán nhậu, họ để xe ở đây rất là nhiều này. Hà Nội thì vào buổi tối khuya thì sẽ không đông đúc bằng thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có những khu phố Tây như Đề Thám, buổi tối rất là đông. Đến với thủ đô Hà Nội thì tập trung đông nhất có thể nói là Hồ Gươm. Quán bia nướng ở đây cũng rất là đông quý vị. Buổi tối thì quý vị các bạn thấy là tại Hà Nội họ tập thể dục cũng rất là đông. Đi được một lúc thì chúng ta đã đến được cái đoạn đường từ bên kia chúng ta nhìn đối diện qua bên khu Hồ Tây. Đoạn đường đi cũng rất là xa quý vị. Ở đây có hai con rồng này. Mọi người hay tập trung ở đây để chụp hình quý vị. Nó bỏ nó nhộn. Dài quá hơn ha. Cái này mà sao nó không pha đèn lên cho đẹp nhờ. Đúng không? Sau khi check in chụp hình tại hai con rồng xong thì chúng tôi đi tiếp.
Và sau khi đi được một đoạn thì chúng tôi đã đến được khu vực hướng đi ra hồ Hoàn Kiếm. Khi quý vị các bạn đặt chân đến hồ Hoàn Kiếm thì chúng ta phải thử một lần ăn kem Tràng Tiền tại đây, rất là thú vị quý vị. Hướng này sẽ đi ra nhà thờ đá nè quý vị. Hồ Hoàn Kiếm cũng rất là rộng quý vị. Tại thủ đô Hà Nội thì có rất là nhiều hồ. Đây khu vực để xe buýt hai tầng ở đây nè quý vị. Khu vực này buổi sáng vì các bạn muốn đi tham quan xe buýt hai tầng thì tại đây, buổi tối thì ở đây tập trung cũng rất là đông. Khu này là một trong những khu sầm uất nhất tại thủ đô này. Đến đây thì chúng ta có thể ngồi uống cà phê Highland ở trên, phía trên là chỗ Coffee Lab quý vị, phía dưới là cà phê Highland. Đây quý vị các bạn thấy là các bạn trẻ ngồi dọc ở đây rất là đông. Hướng này chúng tôi đang di chuyển ra bưu điện thủ đô. Buổi tối thì Hồ Gươm lên hình cũng rất là đẹp quý vị. Đây quý vị các bạn muốn ăn kem Tràng Tiền thì chúng ta đi dọc con đường chỗ này, rất là nhiều tiệm kem. Đây kem Tràng Tiền nằm phía bên tay phải màn hình quý vị. Ở trước màn hình quý các bạn là nhà hát lớn thủ đô. Tiếp tục thì tôi sẽ di chuyển đến phố Hàng Cân để ăn chè.
Và sau khi đi một đoạn thì chúng tôi đã đến đường phố Hàng Cân và vào khu vực bán chè tại đây. Đây có tiệm chè bốn mùa quý vị, phố Hàng Cân, số 4 Hàng Cân, Hoàng Kiếm. Đây chè nhìn rất hấp dẫn quý vị. Chè ở đây trung bình là 25 đến 30k một ly. Sau khi mà đi một vòng Hồ Tây á các bạn, bây giờ ngồi lại mà ăn một cái ly chè như thế này, trời ơi, ta nói lãng nhắn luôn. Cái lộ ngon lắm luôn, quý vị ráng đi một vòng Hồ Tây sau đó kiếm một quán chè vô ăn nha. Đến cho chị nói là đến hình. Đi là bao giờ? Sau khi đi một vòng Hồ Tây khác. Anh ơi, cái này ấy, nó còn có một cái nhân nữa này, nó chính là hai loại nhân, đậu xanh. Đậu xanh. Thì chắc là nó cũng giống ở trong Nam thôi, nhưng mà nó sẽ không ngọt như trong Nam. Và chỉ có mùa đông mới bán cái chè này, chỉ có mùa đông ở Hà Nội mới bán cái chè này. Mùa hè không ai ăn luôn bởi vì nó rất là nóng. Khu vực phố cổ ở đây cũng rất là đông quý vị. À, trước màn hình quý vị các bạn, phía bên tay phải là chợ Đồng Xuân. Đây là cũng là ngôi chợ rất là lớn quý vị. Buổi tối chúng ta đi tham quan khu chợ này cũng rất là vui. Đi một vòng khát nước của quý vị, ghé vô tiệm bán nước mía, mua mỗi người 1 ly nước mía để uống quý vị, uống nước mía để giải khát. Mía phải ngon từ cái bọt. Nhiều người ở sau nước mía toàn bọt. Anh quen.
nhiều người không biết, người ta không quen, người ta bảo nước mía của anh là toàn có uống nước mía là sao, là toàn có bọt, ngon thì không là cái bọt nữa. Xay có bọt với ngon. Nước mía ở đây có giá là 10.000 một ly quý vị. Và ngày hôm sau thì chúng tôi được giới thiệu đến ăn một cái quán ăn có tên gọi là nộm đu đủ. Đi khoảng 700m thì chúng tôi đã đến được quán nộm đu đủ. Này là nộm đu đủ của gì? 6 nộm mà ớt hết à? À, nem cuốn. Nem cuốn. Nhà mình ơi, 6 nộm mà ớt hết à? Và sau khi ăn nộm xong thì chúng tôi đi ăn bánh kem đường. Đây là một món đặc sản tại thủ đô Hà Nội. Món này còn có tên khác là bánh rán quý vị. Có cả bánh rán mè nữa quý vị. Cái chảo này chiên được bao nhiêu cái ạ? Đây là hơn 100 cái. 100 cái ha. Và đến đây tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.